Thương một người, người đó tên là em Thiền ở Bình Phước, ở Dương Đông Phú Quốc, giờ bán cà phê các bạn đó. Chú cũng thương, mến người đó lắm, tại vì chú nghe là người đó từ mấy mươi năm rồi cũng lo cho con cái tới nơi tới chốn, giờ ở có 4 căn nhà, 2 đứa con gái, 1 đứa con trai. Đó, giờ có 4 căn nhà, 1 quán cà phê ở Bình Phước đúng không? Cái đó, nếu mà được cô Thiền thì chú chấp nhận, còn người không, khác mấy cô kia cũng có nhà cửa ổn định luôn, không muốn chú về ở như không luôn nữa, chú không chịu, không sách luôn, tại vì chú thấy có duyên với cô Thiền, chú chỉ thương cô Thiền thôi. Giờ thí dụ về nhà có mắm ăn muối, mắm ăn mắm muối muối chú vẫn thương. Giờ cái chòi có một cái nhà cũng chú vẫn thương, chú có thiệt nói thiệt, bây giờ chú cứ thương, bây giờ ai cũng chú không cần, giờ 5 tấm 10 tấm giờ cần chú cũng không cần, chú cứ thương cô Thiền. Rồi, nếu mà cô Thiền chấp nhận cho chú về ở lại, bây giờ chấp nhận chú thì coi như là chú còn mừng còn hơn cho chú trúng tờ độc đắc. Về với cô Thiền, chú cho chú trúng tờ độc đắc chú cũng cần, chú chỉ thương cô Thiền thôi. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đến với chương trình ngày hôm nay. Hôm nay có anh trai cũng vượt quãng đường xa để tìm một nửa thương của mình. Điều ngày hôm nay anh có tìm được cô nào chị nào không? Kính mời cô chú anh chị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay để biết thêm tin. Chú biết chào anh em ở đây, em chào anh. Chào cộng đồng mạng, chào Bị Hùng, Đức Tấn, nào Minh Anh, Minh Em gì. Chú đến đây để tìm nữa một nửa yêu thương. Dạ. Chú có thì chú không có nhậu mà. Chú hỏi này chú cho biết chú tên gì, bao nhiêu chú tuổi? Chú tên Lâm Nghiêm, 60 tuổi. Trẻ vậy. Rồi, chú 60 tuổi, tình trạng hôn nhân gia đình mình sao? Chú nói thiệt, có sao chú nói vậy, chú có 2 vợ. Vợ trước thì ở 3 năm 12 người thôi, rồi có 1 đứa con. Mà tại vì hồi xưa là quen nhau là bên kia nói 2 người có quen được không, chứ tao thấy là nó có người theo, nó mày nhắm có được không, mà mình cũng chưa nghĩ đến. Rồi sau này là mới về ở được có 1 đứa con chừng 2 năm sau, tự nhiên cái xuất hiện cái người đó cũng như nhập đầu hay bóp cổ vậy á. Sao rồi mình mới nói chung tóm gọn lên tình trạng hôn nhân của mình sao. Hôn nhân thì 2 người thôi nhau, có căn nhà mà nhỏ là cái chòi cái bếp thôi. Rồi rồi được rồi, thôi nhau đi. Rồi. Rồi, bây giờ thì chú thôi nhau bao nhiêu năm rồi? Thôi ba năm. Rồi 3 năm. Rồi mới sau này kết nối với người sau nữa là ở 7 năm. Rồi. Có 1 đứa con 7 tuổi rồi 2 người mới chia tay. Chú 2 người vợ. Chia tay. Mấy người con? 2 đứa con gái. Rồi con lớn lập gia đình hết chưa? Người trước thì có chồng có con 3-4 đứa rồi. Là coi như không có xui gia. Rồi người sau bây giờ hiện vợ con gái là cũng 20 mấy tuổi mà chưa có gia đình. Bên Huy Hùng có bán nước cốt nhập ủ 6 tháng thì nó mới được như cái hình bên cái chai này. Chị nhức mỏi này, đau nhức này, các vấn đề về xương khớp, huyết áp cao. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng mua hàng thì hãy gọi điện số điện thoại trên màn hình này. Huy Hùng sẽ giao hàng tận nơi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Rồi, hiện tại giờ, hồi nãy chú nói chú ở đâu? Chú ở Tân Bình. Tân Bình. Mướn nhà. Chứ không có nhà. Ở dưới quê mình có nhà không? Ở quê thì hồi đó ở Vĩnh Long mà lên đây từ nhỏ tới lớn rồi. Lên nhà. Không có nhà, có nhà mà hồi đó có vợ trước bán rồi, rồi bán chừng 2 cây vàng rồi chia đôi. Có nghĩa là bây giờ mình đang ở chợ. Rồi chợ. Bây giờ mình muốn kết nối với ai thì mình làm sao? Chú thì có thương một người, người đó tên là em Thiền ở Bình Phước, ở Dương Đông Phú Quốc, giờ bán cà phê các bạn đó. Chú vậy cũng thì thương. Thiền Bình Phước. Mến người đó lắm, tại vì chú nghe là người đó từ mấy mươi năm rồi cũng lo cho con cái tới nơi tới chốn, giờ ở có 4 căn nhà, 2 đứa con gái, 1 đứa con trai. Đó, giờ có 4 căn nhà, 1 quán cà phê ở Bình Phước đúng không? Cái đó thì đó. Quán cà phê thì không biết mướn hay là gì mình cũng không biết, mình chỉ biết vậy thôi. Chú cũng thôi đặt lòng. Thích chị Thiền. Tại vì mấy căn nhà, 4 căn nhà. Chú biết rồi, chú coi
chỉ coi cô thầy thôi, còn mấy người kia chú không quan tâm. Sao vậy? Tại vì mình không thích. Mình ấn tượng điều gì nhất? Ấn tượng thì mình có duyên với cô thiền thì mình thương cô thiền thôi, chứ những người khác biết thì... rồi, nhưng mình ấn tượng về cái gì, cái cách tại vì cô thiền về vật chất à, không phải vật chất, sắc đẹp. Không phải sắc đẹp luôn, tại vì cô thiền đó là cũng như hiền, nói chuyện nhỏ nhẹ, có lượng, có đức, rồi mình mới thương thật lòng thôi, chứ mình không có ham muốn cái gì nữa. Bây giờ ví dụ như giờ mình đến với cô thiền nè, rồi mình ở đâu, mình làm gì, mình có dạch ra cái chú thì giờ mới muốn về cô thiền ở rễ, tại vì chú mướn nhà không có nhà. Dạ. Rồi bây giờ mình về ở rễ bên cô thiền mình làm được công việc chú thì không? Làm ngày sân nước. Sân nước. Sân nước. Một ngày lương tháng được nhiêu chú? Nói chung sân nước thì trả ngày 500 mà chú chỉ làm công thôi, lao động công thôi, mà nhiều khi cũng không có lấy điện tiền được đầy đủ, tại vì chú bị nhiều, chú bị làm á mười mấy ngày chú đu dây leo rồi mà, bây giờ mình mà bị giật luôn. Mình chỉ thích mỗi cô thiền thôi, cô thiền thôi ở tại đúng vì đúng. Ở tại vì lúc trước cũng chú coi thì mấy tháng rồi chú cũng coi cô thiền, nếu mà cô thiền có một người nào cũng như là cô thiền chấp nhận người đó là coi như là không còn gì hết, chú không có muốn lên chương trình, tại vì chú thấy chương trình của cô thiền chưa có ai, chú mới đi đến. Tại bữa thứ bảy là chú coi một người ở Tây Ninh. Chị Nhung đúng rồi. Chị Nhung. Không có một người ở Tây Ninh nam đó cũng thích cô thiền, cũng làm vườn chuối vườn cây gì đó. Chưa được. Mà không được. Chú thấy còn hy vọng nên chú mới lên đây gặp cô thiền. Nếu mà cô thiền có rồi chú không có lên chương trình. Sao vậy, mình thích không, cô thiền thôi. Không, thích cô thiền. Bây giờ hôm nay lên chương trình, chú lên chương trình này có mấy cô để ý chú rồi chú sao? Chú không thích. Không thích luôn à, cô, nếu mà được cô thiền thì chú chấp nhận. Còn người không, khác mấy cô kia cũng có nhà cửa ổn định luôn. Không. Muốn chú về ở nhà không luôn nữa, chú không chịu. Không thích luôn. Tại vì chú thấy có duyên với cô thiền, chú chỉ thương cô thiền thôi. Giờ thí dụ về nhà có mắm ăn muối, mắm bằng mắm muối muối chú vẫn thương. Giờ cái chòi có một cái nhà cũng chú vẫn thương, chú không phải gì ham mấy cao sang, có nhà cửa muốn chú không can luôn, chú không thích luôn. Không, nhưng bây giờ thích cô thiền thì mình về mình ở đâu thì làm rễ bên cô thiền luôn. Bây giờ rễ luôn. Ủa, sao mình không làm nhà đi rồi mình cứ ở? Tại vì muốn căn nhà đâu phải là rễ. Có thể bây giờ làm có thể tới già cũng chưa được. Không nhỉ, quê đâu có bao nhiêu tiền nữa, quê rẻ. Chú ở Tân Bình mà. Tân Bình là chú đang ở trọ chứ. Ở trọ. Quê ở từ nhỏ tới lớn ở thành phố rồi. À vậy hả? Mà già lên thành phố là coi như là... Từ nhỏ đến giờ chú ở trọ luôn. Đẻ là ở Tân Bình luôn. Từ nhỏ đến giờ ở trọ tới giờ luôn rồi. Ở trọ. Thì hồi đó chú nói có nhà mà vợ trước á thì cũng như này kia nọ rồi mới cũng hung dữ với bà già rồi hai người mới thôi. Chú phải chia tay. Ngày xưa là chú có nhà ngon lành. Không phải, chú nhà nhỏ thôi, nhà chừng hai thước thôi. Thì con biết rồi. Trước là mình có vợ rồi, có nhà cửa ổn định. Xong rồi mình chú, lý do chú hai nhà, hai vợ. Nên là bán nhà hết luôn. Người sợ, vợ sao thì cặp nhau ở phà mướn à. Chứ còn người trước thì cũng như, thí dụ hai cây bán chia đôi. Rồi bây cái giờ, phần nửa đó chia con phần nửa nữa. Chú cũng hết. Chú làm công việc thì lương tháng được nhiêu? Chú làm nói chung làm sân nước thì ngày 500. Có làm thì có tiền, nhiều khi cũng bị giật. Có khi làm nửa tháng chờ đu dây hoài tới chừng xong hỏi tiền nó chưa lấy được rồi bị giật cũng 7-8 triệu. Thôi bỏ. Thôi bỏ. Mình có khó khăn người ta có giật mình thì người ta cũng lãnh cái hậu quả thôi. Chú nói cũng bình thường, nếu mà cô thiền chấp nhận á thì cũng không đánh đổi. Nhưng mà ở rẻ sao nó hơi kỳ á. Không có kỳ đâu, chú thấy cũng không có đánh đổi. Nếu mà về cô thiền thì nếu mà không được thì cũng không có đánh đổi nào đâu. Tại mình thương thì mình chịu thôi chứ giờ làm sao. Nhưng mà bây giờ mình chọn người khác được không? Không. Người khác ở nếu mà không được cô thiền thì thôi chú không có đến chương trình nữa. Ở vậy luôn chú? Ở vậy luôn. Ở vậy luôn. Bây giờ một cô nào mà ở chợ mà thương chú có đồng ý không?
giờ đã nói ở trọ chú cũng không đồng ý, mà giờ có nhà chú cũng không đồng ý. Bây giờ có người khác mà về biệt thự năm lầu chú cũng không thèm. Không thèm. Cho đúng cô Thuyền thôi. Cô Thuyền. Hay không? Cô Thuyền dễ thương không? Chị chú đâu phải là thấy người ta giàu mình theo đâu. Chị nói dễ mình, thì mình chỉ thương cô Thuyền. Mình thấy có cảm tình mình thương thật lòng. Nhưng bây giờ mình về với bên cô Thuyền là không cho cô Thuyền làm gì hết, đi làm sang nước mình nuôi. Thì câu Thiền thì cũng có bán cà phê đó. Không, bây giờ đi về là kỳ nghỉ luôn. Thì thí dụ mà nuôi mình cũng chấp nhận. Thí dụ mà có việc làm mình làm, hoài kệ nó có làm thì sống qua ngày. Đến với mình không cũng được. Cơm nước thôi, cũng anh nuôi luôn. Cũng được. Yêu cầu mình qua bển có việc làm. Thí dụ có thợ, có càng sân nước thì mình làm sân nước, mình lạnh. À vậy thì chắc công việc anh cũng không ổn rồi, chú không thì không có sân nước thì thí dụ mình phụ hầu sống cũng được. Thí dụ có xe mình đi, ông đã ôm chạy cũng kiếm ra tiền được. Mình có thể sống đơn sơ cũng được. Hả? Vài năm nữa thì mình yếu rồi sao đó? Nói chung tới chừng yếu cũng còn lâu. Gì nay 60 rồi. Trời ơi, bình thường. Ý là mình đã tích góp được một số vốn nào để giữ nhà chưa? Nói chung mình sân nước thì không có tích tóp. Tại vì mình ra sống mướn nhà trọ. Không tích góp thì bây giờ không lẽ mà 65-70 tuổi chú còn đi sân nước sao được? Hiện giờ chú ra chú làm sân nước thì chú lãnh cũng được. Giờ lên 15 tấm mà đu dây hoài chú đeo được. Đeo dây được nhưng mà 15 nữa sao mà chú đu dây được? Tới đó thì thí dụ mình làm nhín nhút gì tới đó mình già hôi kệ. Nếu mà sống với cô Thiền vậy thì cô Thiền không thích bán cà phê nữa thì về Bình Phước sống với con cái xung hợp. Dạ hôm nay chú lên có gì ăn cái nấy cũng vui. Dạ hôm nay vậy thôi. Dạ hôm nay chú lên chương trình chú thấy vui chưa, chia sẻ tâm tình của mình chú thấy vui chưa? Vui. Rồi chú có lời nào nhắn gửi tới cô Thiền không để chú cô Thiền nghe được cảm động nè. Chú thương cô Thiền thật lòng. Thí dụ cô trong cái clip này nếu mà chú có thiệt nói thiệt, bây giờ chú cứ thương, bây giờ ai của chú không cần, giờ 5 tấm 10 tấm giờ cần chú cũng không cần, chú cứ thương cô Thiền. Rồi, tôi có. Nếu mà cô Thiền chấp nhận cho chú về ở rể, bây giờ chấp nhận chú thì coi như là chú còn mừng còn hơn cho chú trúng tờ độc đắc. Về với cô Thiền, chú cho chú trúng tờ độc đắc chú cũng cần. Cháu chỉ thương cô Thiền rồi, thôi. Hy vọng bên Huy Hùng có bán mật ong rừng nguyên chất được khai thác từ trong rừng ra, giống như cái chai bên cái hình này, đảm bảo nguyên chất, chất lượng, an toàn, rất là tốt cho sức khỏe. Quý vị và các bạn mua hàng hãy mở hàng ra kiểm tra, đúng đảm bảo chất lượng hàng thật thì mới thanh toán. Quý vị và các bạn ủng hộ Huy Hùng hãy mua hàng thì liên hệ số điện thoại ở trên màn hình. Huy Hùng sẽ giao hàng miễn phí toàn quốc. Sau clip này con chia sẻ lên này cho cô Thiền xem cảm động được, cô Thiền đồng ý ha chú ha. Bây giờ chú xin gửi tặng cho em Thiền một bài ca. Ok. Dạ, nói đi chú. Ca cao nói gì? Ca. Vườn Tâm Ngọc. Vườn Tâm Ngọc. Dạ. Tại vì chú cũng thích ca. Rồi, vô chú. Không có nhạc gì hả? Không nhạc gì. Có ca. Được chưa? Đó. Hôm nay anh tặng cho em Thiền một bài hát nhạc Vườn Tâm Ngọc. Hôm nay ngày chủ nhật vườn tao ngộ, em đến thăm anh đường quan chung nén đổ xa xôi, mà anh đâu có ngày khi tình yêu muốn ngút cao lên rồi. Ta nhìn nhau băn khoăn đau biến rằng chuyện đôi ta sẽ vui hay buồn, ngày mai ra đơn vị đơn chẳng hai lối mong thôi, từ đây biết ra sao. Nếu chúng mình ước hẹn ngày tao ngủ xa quá em ơi, nhưng quên này hả chứ không phải quên rồi được rồi chú rồi. Rồi. quá hay ha, nói chung ca nhưng mà đó chú có học âm nhạc sao chú hát hay vậy, chú không có học gì hết, giờ chú cổ chú cũng ca được rồi. Tụi con cảm ơn chú, chúc chú nhiều sức khỏe, nhiều may mắn để tụi con gửi clip này lên chia sẻ lên cho cô Thiền xem, rồi cô Thiền cảm động thì rồi. Có gì tụi con liên lạc chú sao ha. Rồi cảm ơn chú Trần Vĩ Hồng Tấn Đức Đồng nha Minh Anh rồi. Rồi
Thì chú hôm nay chú lên chú chia sẻ những lời những thông tin chú chia sẻ, chú chịu trách nhiệm chứ những thông tin của mình ha. Chú đồng ý hết. Dạ. Tại vì bình thường mình chấp nhận. Rồi chú có cho tất cả mọi người sử dụng hình ảnh và video của chú chia sẻ trên mạng xã hội, cam kết là không gỡ xuống, chú đồng ý ha. Đồng ý hết. Dạ, tụi con cũng cảm ơn chú. Cảm ơn cô chú anh chị đã đồng hành theo dõi câu chuyện ngày hôm nay, hãy đăng ký kênh, bấm nút chuông để góp ý kiến cho chúng con cách nhìn đa chiều hơn. Một lần nữa xin thân ái chào tạm biệt cô chú anh chị. Cảm ơn chú. Mấy chai nữa? Hôm nay có lấy 2 chai nữa. Cô lấy 2 chai, hôm trước giờ cô uống mấy chai rồi? Từ ngày cô uống là cô uống 6 chai là của cô hoàn toàn là xong. Bằng cái tình trạng cô không phải uống nữa, còn bây giờ là cô lấy cho em cô. Ồ, thế thì cô uống nó bớt nhiều rồi hả? Ừ. Thế cô chứ? uống 6 chai là bệnh của cô hoàn toàn là nói chung là ổn được 75-80%. Ồ, vậy là quá tốt rồi. Thế thì trước khi cô uống thì tình trạng bệnh cô như thế nào? Trước thì cô thì cái thứ nhất là đau cột sống cổ. Dạ. Yeah. Đau nó bị thoái hóa 3 đốt cột sống cổ với lại ở lưng này nó đau ngang lưng. Thế yeah. Rồi là nó đau xương hông, xong rồi nó đau xương đầu gối, xương chân. Dạ. Yeah. Thế với lại là nó kiểu là như là cái kiểu là nó đau cái dây thần kinh đấy. Nói chung nó là các chẳng hai chân này. Nói chung là cô bị vấn đề về chân khớp. Tay cảm giác là chân tay nó cứ như là tê bì ấy. Yeah. Thì cô uống chai thứ nhất. Đến chai thứ nhất là nó đau già lên. Nó đau già nhiều lắm. Đúng rồi, là, nó tông thuốc. Là chưa quan thua gì cả. Yeah. Xong rồi cô uống đến chai thứ hai. Thì hôm ấy cô gọi 2 chai để cô uống chai thứ nhất. Yeah. Thì không ăn thua gì mà nó lại đau già lên. Yeah. Thế cô uống đến chai thứ hai thì được một lửa nữa thì là tự nhiên nó cảm giác nó nhẹ mà cái cột sống cổ này là quay đi quay lại. Yeah. Nó dễ dàng. Rồi, trước kia cô chỉ quay bên trái chứ không quay bên phải. Ồ, lần trước cô cũng bị nặng đấy. Thế mà cúi lên cúi xuống, thế mà cái đầu gối cô này là cô đi tế hay cô đi múa là nó ngái, nó khó chịu như bây giờ, đảm bảo là cứ đứng hàng trên luôn. Ồ, vậy quỳ là tốt. Đi tế đi múa quỳ đứng hàng trên rồi, luôn. Thế thì cô uống được 3 chai là nó bớt từ từ rồi ha. Uống đến cuối chai thứ hai, đến nửa chai thứ hai thì bắt đầu bị bệnh bị bớt nhá. Xong là cô uống đến chai thứ sáu là nói chung là giờ là hoàn thiện. Dạ. Thế bây giờ cô gọi 2 chai này là cô cũng gọi cho em trai cô. Rồi con cảm ơn cô, trước hết là con chúc mừng cô nhá. Nó cái vấn đề sức khớp nó cũng cực lắm, như vậy là quá tốt rồi. Bây giờ là cô ở đâu? Tỉnh nào? Cô ở Thái Bình. Thái Bình rồi. Vậy thì con cảm ơn cô nhá. Cô uống tốt như vậy thì cô giới thiệu cho con ha, để cho mọi người biết. Ừ. Rồi con chào cô. Ừ. Để con giao cho. Dạ dạ. Gửi ngay nhá. Dạ dạ.